Trump, ta nghe nói sau khi ngươi đắc cử tổng thống, ngươi tính dẹp loạn đất nước ta, có phải vậy không? Một đất nước chuyên đi ăn cắp, chơm chĩa, giả mạo và là một chuyên gia xạo quần thì đương nhiên là phải dẹp loạn. Ta nghĩ ngươi cũng chi ra khá bộn tiền mới có được như bây giờ. Ta không giống ngươi, ta đi lên bằng thực lực, chứ không phải là bằng tiền như ngươi. Ủa, chứ kiếm được nhiều tiền không phải được gọi là có thực lực hay sao? Vậy chứ ngươi giải thích cho ta hiểu, bằng cách gì mà ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy? Nói ta nghe thử coi. Sao? Nếu tôi nói cho ông nghe thì cái bảng xếp hạng người giàu đứng đầu thế giới tôi sẽ bị sang bằng thì sao đi chứ? Dẹp đi, no way. Đó là một bí mật không thể nói. Tào Tháo ta từ xưa đến nay đánh thắng 8 trên 10 trận. Ta phất lên vì lấy được châu báu kẻ thù. Vậy mà sống hơn 50 năm trời vẫn chưa được làm vua như ngươi. Nên hôm nay ta quyết đào mộ lên đi hỏi cho ra lẽ. Thôi, ta hiểu rồi. Ngươi giàu lên là nhờ bán quần xịp. Yến nói là quần xịp trai nữa hả? Đúng là tôi giàu lên nhờ kinh doanh thời trang. Nhưng mà tôi đâu chỉ bán mỗi trai mà tôi còn kết hợp rất nhiều mẫu thời trang khác. Ví dụ như là áo sắt nách, áo thun ba lỗ, quần xà lõn, áo dú cách điệu, quần lửng xẻ háng, áo vest lông kiki, áo sơ mi thì lông nách. Mấy thằng ốm nhách thì thích mặc áo lông mù, còn mấy thằng không có cờ u thì thích tím hồng chói lọi. Người bán vậy chắc mấy thằng khùng nó mới mua. Sao tao ghét mấy thằng nào nói xạo quá trời à. Đa số những đối tượng khùng là những người có rất nhiều tiền. Đừng cử giống như tôi đây, bởi vì tôi là người đi khác người, không có ai giống tôi. Tôi đi bằng một con đường khác biệt, cho nên cách kiếm tiền của tôi cũng khác biệt với mọi người. Bằng chứng là tôi đã có đủ lực để mua cái chức tổng thống ở nước Mỹ rồi. Nếu thương hiệu trai của người nổi tiếng như vậy, tại sao ta lại chưa biết chứ? Tôi với ông cách nhau hơn 2.000 năm, thời của ông là còn quấn khăn ở bộ hạ, mỗi lần dơ là phải giặt tới mấy lớp. Còn khi mà trai tôi xuất hiện là nó chỉ duy nhất một lớp mà còn mát nữa, kích thích cảm giác chích. Thì ra là như vậy, giờ ta mới hiểu. Cái cảm giác chích nó kích thích người mua nhiều như vậy ha. Nhưng mà khoan, ta vẫn chưa tin đâu. Bởi ta biết người bỏ ra rất nhiều tiền. Ở đây chỉ có hai thằng đàn ông với nhau thôi. Người hãy nói ta biết, người dây mượn thêm của ai phải không? Dù ông có chém đầu tôi cũng không nói cho ông biết là tôi ra Quảng Ninh cầm đồ đâu ha. Đúng là ta nghi không bao giờ sai. Người ra Quảng Ninh dây cầm đồ. Rồi ta biết luôn, cửa hàng cầm đồ Diệt Tính 138 Cao Thắng ngã ba Cứu Hỏa, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải không? Ta cũng chuẩn bị tới đó để cầm đây. Nhưng mà ở đó lãi suất có cao lắm không? Lãi suất cũng không cao mà cầm cố cũng không cần thế chấp nữa. Nhớ hôm đó tôi tới cầm định thế chấp 8 cái container quần xịp. Vậy mà ông chủ ở đó kêu tôi mang quần xịp về đi để lại 8 container thôi. Nhưng gấp quá không có xe chở về nên tôi đã ký gửi tại cửa hàng đó luôn. Tôi nói là nếu như mỗi tháng mà tôi không có đủ điều kiện để trả lãi suất á, thì ông cứ móc 10 cái quần ra xài. Xài tới khi nào mà dơ hết 8 cái hố quần xịp đó mà tôi vẫn chưa trả nổi á, thì cứ việc lấy luôn 8 cái container. Nói chung cái cửa hàng cho dây cầm đồ đó, anh chủ dễ thương lắm. Muốn cái gì là họ chịu hả? Được, thà thiên hạ phụ ta chứ ta không phụ thiên hạ. Đã cầm thì phải chuột, nhẹ nhàng đến thì phải nhẹ nhàng đi phải không? Một khi đã có lương rồi thì cứ vẫy tay chào một chút không dấn dương cho ta. Chỉ có như vậy mới thể hiện được đẳng cấp của một người đi cầm đồ chính hiệu.